tranh một phần này nè, phần số 2 với một phần bún nem rán Hà Nội, đúng rồi. Cho anh thêm cái gì ta, chả cốm đi, đậu đi, đậu nhiều quá, đậu nhiều không mới nữa, giờ trước hai phần này đi, nhiều cần một kiểu thêm trên một trà đá. Cảm ơn em. Ăn bánh tôm được, kêu bánh chua ngọt, bánh ngọt ăn cũng được. Được, cũng thích ăn ngoài quê. Tiếng pha chế đi. Chờ tắt vô đúng không? Thường này là thêm đường hay là thêm cái gì? Đường. Ớt nhiều đúng không? Nó ớt nhiều đúng không? Không, gì đâu em muốn tôm đâu, vậy em nước mắm. Cái gì? Nước mắm hả? Thiếm có pha chứ, chén nó thiếm đi. Hình như là không có đủ đâu. Thứ hai chén đó, em ăn thêm. Quậy cho nó sủi bọt lên luôn đúng không? Quá chuyên nghiệp. Sắp lại. Đây chính là món bún đậu nem rán, các bạn thấy là rất là hấp dẫn ha, rất là nóng. Thơm thím thơm đúng không? Mà đi ăn với người bạn của mình. Đi ăn các bạn, người bạn rất là lâu năm, 6-7 năm rồi các bạn. Đây là một người bạn rất đam mê ẩm thực. Không, để nguyên tiếng luôn. Thêm chữ thề là lui đây hết luôn á. Cho dù miếng đường đi, ăn nhiều đường lắm. Ừ. Wow, cái này mình hấp dẫn nè các bạn. Thì mình cũng tư vấn cho các bạn nha. Ví dụ như khi mà mình ăn ăn hai người ha, thì kiểu hai phần nhỏ thôi, chứ khi phần lớn thì ăn không hết đâu. Hai phần nhỏ thì có gì kêu thêm. Nè, mình cho các bạn địa chỉ thôi nha. Đó. Không quảng cáo thì ít nha, thích ăn quán này thì giới thiệu thôi. Nè, đậu hũ này là nóng nè. Nóng giòn các bạn ha, chết mà không nghe giòn vậy. Đây chính là chả cớm. Này là thịt đùi hả thím? Thịt heo. Thịt heo mà cái phần đùi đúng không? Mình các bạn được bóng tôm. Thì nói chung là cũng đang nhiều quán rồi á. Các nhiều quán không ngon, thường thì sáng ở đây nhiều. Là thứ hai là quán đang chờ các bạn quán bún đậu cua hàng và quán này để tiện đường ngon mà chỉ đầu tiên không phải đánh đầu tiên quán chị gần thôi. Nấm ngon, nấm ok mà đúng không? Rồi bác ăn kèm rau rồi kia vô nhiều nhiều mới ngon. Món này chỉ có ngon nhờ rau á. Nào, tí tô á. Húng quế, húng gì á.
chả giò nóng ngon ghê. Những lần đi ăn bạn bè thường mình thấy là món này mà không hết trước nè, đó chính là món chả cớm. Thường là tụi nó hay kêu thêm chả cớm lắm các bạn. Em ơi cho anh thêm phần chả cớm riêng á em. Dạ đúng rồi. Đây chị ăn thịt, nó thím ăn thịt đi thím. Ra thử nhiều quán rồi. Mấy quán còn công ty nữa, không có quán nào ngon á. Mà đa số á, dắt bạn đi tụi nó thích quán này nhiều. Ừ. Chấm không? Ừ. Ở bên trên lòng có hai quán ăn dữ rồi đúng không? Nó có chỗ mà của cậu chú Phèo bên trên Thanh á. Ngon. Ngon. Nhưng nó chấm hàng ngon lắm. Đâu? Dẹp luôn hả? Trời ơi, nên tính nó quan thử mà chưa hết vậy. Nó có một tiệm ngoài Đà Nẵng. Còn ở Hồ Chí Minh nó dẹp rồi, kiếm hoài không thấy đâu. Hồi nãy nó dẹp luôn rồi.